Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà xịt Minh Trắng của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương Ú có một siêu phẩm nhà vô cùng là dễ thương luôn, được tọa lạc là trên trục đường của đường 835, gần ngay chỗ ngã tư Phúc Lý, ngay khu dân cư Phát Hải. Mình đối diện chạy thẳng vào tầm khoảng vài chục mét thì sẽ đụng mẫu nhà ngày hôm nay. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, xe hơi xe tải mình có thể di chuyển đến nơi. Nếu như mà quý anh chị mình có muốn đi xem mẫu nhà ngày hôm nay mà em Hương Ú review thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là hai địa điểm nha. Một thì mình đi đến ngã tư Phúc Lý, còn con đường thứ hai thì mình đi tới khu dân cư Phát Hải, liên hệ cho Hương Ú ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Mẫu nhà ngày hôm nay thì sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong cho quý anh chị. Muốn biết bên trong có những gì thì hãy dán đồng hành với Hương đến cuối video để mình có thể xem hết cái mẫu nhà ngày hôm nay anh chị nhé. Bây giờ thì mình tiến ra ngoài để mình có thể tham quan cùng em Hương mặt dựng và đường xá như thế nào anh chị ha. Rất là sang và xinh luôn. Vừa mới hoàn thiện xong là Hương Ú đã đến cập nhật thông tin cho quý anh chị mình rồi. View của mình là view kênh ha anh chị, thoáng mát vô cùng luôn. Đường thông, đường trước nhà của mình sẽ là cái con đường đan rộng tầm khoảng là 4 mét, xe hơi xe tải mình di chuyển đến. Thì cái hướng này quý anh chị mình chạy thẳng ra là mình sẽ về ngã tư Phước Lý mình đây ạ. Và cái hướng này quý anh chị mình chạy thẳng ra thì sẽ về ngay chợ Gò Đen, ra quốc lộ 1A luôn anh chị. Đó, quá tuyệt vời cho quý anh chị mình muốn tìm một nơi để mình có thể về an cư và lập nghiệp, cũng có thể đi làm với trung tâm quận huyện như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè. Di chuyển về đây thì tầm khoảng là từ 20 cho đến 35 phút thôi anh chị ha. Quá tuyệt vời cho một mẫu nhà sang xinh dễ thương luôn anh chị. Với một cái diện tích ngang 5m dày vào á, thì tới tận là 18,6. Hướng nhà của mình là hướng Tây đã hoàn công đầy đủ cho quý anh chị. Giá tổng sẽ không phát sinh, thêm đúng 2 tỷ 6 luôn. Và giờ thì mình vào trong để mình tham quan nha. Bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình một cái cầu sắt bắc ngang vào bên trong ngôi nhà mình luôn, cho mình thêm một cái vỉ hè tầm khoảng là 2 mét ở khu vực này, đã trồng cây kiểng sẵn cho quý anh chị. Một cái bông giấy nè, có luôn cây dừa quanh năm luôn, trái nè, ăn thoải mái luôn anh chị ha. Và vào trong sẽ thêm một cái lớp cửa thứ hai, sẽ là lớp cửa bằng sắt 4 cánh sơn tĩnh điện, vô cùng là dày dặn và chắc trắng. Cho quý anh chị mình thêm một cái sân to đùng ở khu vực này cho mình đậu xe thoải mái luôn anh chị. Bên đây sẽ làm cho mình thêm một cái dàn tiểu cảnh nè, và ốp đá sẵn hết khu vực này cho quý anh chị mình luôn, một dàn tiểu cảnh vô cùng là xinh. Và giờ thì mình tiến vào trong cùng tham quan khu vực không gian phòng khách và tầng 1 ha. Bước vào khu vực không gian nhà thì sẽ xem cho mình một cái bậc nâng cấp. Kế tiếp thì sẽ là cái lớp cửa bằng nhôm sim pha và kính cường lực chắc trắng dày dặn. Wow, một khu vực không gian phòng khách đẹp xinh chính đậm hơn ngày hôm nay luôn anh chị. Sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị mình nè. Và bên đây sẽ trang trí cho mình là một cái khu vực dược hộp, trang trí cho mình những các hình trông rất là xinh, cái đồng hồ nè anh chị. Và sau đây là bộ ghế sofa nha. Và bên đây thì sẽ cho mình là một cái dách BBC và trang trí dược hộp để cho mình để một cái tivi to đùng ở khu vực này. Và trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối, có thêm cái quạt sẵn cho quý anh chị mình luôn, trang trí full và đầy đủ. Tới cái tiếp nữa thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp. Thì bên đơn vị Hương sẽ là một không gian mở cho mình, sẽ tặng lại cho quý anh chị mình là một cái bàn ăn ở khu vực này, và trang trí sẵn cho mình những các ly rượu uống tay nè, và những cái dĩa đâu nè, nhìn rất là xinh anh chị ha, trang trí rất là bắt mắt. Và ở đây thì khu vực bếp sẽ có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ hết cho quý anh chị. Tặng luôn cho quý anh chị mình một cái quầy rượu ở đây, và cả ở dưới đây sẽ cho mình là cái không gian mở để quý chị có thể để một cái chiếc tủ lạnh to đùng ở khu vực này. Và quầy dưới chân cầu thang thì sẽ trang trí cho quý anh chị mình là một cái tủ dược hộp thứ hai nữa, tha hồ cho quý anh chị trang trí ngôi nhà mình được đẹp và sinh động hơn luôn nha. Và kế tiếp thì sẽ là có một cái phòng ngủ ở phía dưới, rất thích hợp cho bà lớn tuổi, chị em phụ nữ mình không thích bước lên cầu thang, mình có thể tận dụng cái phòng này. Trần thì trần thạch cao, hệ thống đèn đầy đủ hết, dây ống đầm, dây điện, chờ âm sẵn hết cho quý anh chị rồi, có cửa sổ thoáng mát. Quý anh chị xem đến đây thì quý anh chị nhớ đăng ký kênh và like và share cho Hương để Hương có động lực đi săn và quay nhiều mẫu nhà đẹp giá rẻ để gửi đến cho quý anh chị. Và ngày hôm nay Hương quay có
nhiều thứ hơi bị thiếu sót thì cũng mong rằng là quý vị chị thông cảm bỏ qua cho Hương Ú nha. Đây là cái khu vực sân sau của mình, sẽ làm cho mình ở phía trên nè, mình sẽ làm một cái thông gió ở đây. Cái hàng rào mình làm khung là hết rồi. Ở đây thì vẫn ướp gạch cho mình luôn, là một cái sàn lãng ở đây. Ở đây thì mình để cái máy giặt, và ở đây thì nhà vệ sinh, và lavabo thì mình để ngoài cho mình tiện và để sinh hoạt. Ở đây thì bồn cầu, giò sen, giò xịt, phòng tắm đồ đầy đủ hết gia đình mình rồi. Không thiếu gì hết anh chị ha. Quý chị có muốn đi xem nhà thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã tư Phước Lý, hoặc là quý chị mình đi đến khu dân cư Phát Hải, đến đó liên hệ cho Hương. Hương sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo, không làm tránh mất thời gian của quý anh chị. Bây giờ thì mình di chuyển cùng Hương Ú tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình khám phá thêm anh chị nhé. Quý chị thân mến, Hương đã có mặt trong khu vực không gian tầng 1 rồi. Đây là cầu thang, mình bước lên đây. Tay cầm của mình sẽ bằng gỗ, và khung này sẽ là khung viền bằng sắt anh chị nhé. Và ở đây sẽ làm cho mình một cái giếng trời nữa nè. Ở đây thì một cái sảnh trời sẵn, quý chị có thể là phòng thờ hoặc là phòng sách tùy theo gia đình mình sắp xếp. Kế tiếp thì sẽ là một cái phòng ngủ ở cuối dãy nhà. Nhà này thì sẽ cho quý anh chị mình tới tận 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Phòng nào cũng sẽ có nhà vệ sinh nằm ở phía trong ha. Phòng này rộng 2m, nhà vệ sinh nằm ở đây, đầy đủ hết công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt, không thiếu gì hết anh chị ha. Một ngôi nhà chỉ có 2.6 mà đã hoàn công rồi, rất là rẻ cho quý anh chị mình về mua ở luôn. Và qua đây thì sẽ là một cái ban công, ban công sâu nè, thoáng mát lắm. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được nhà dân họ rất là đông. Về đây quý anh chị mình không sợ bị vắng và buồn đâu. Ở nhà cửa người ta ở tấp nập hết trơn luôn. Ở đây tặng màn sẵn cho mình rồi. Về thì Hương nghĩ là mình chỉ cần xách vali dọn vào và ở thôi, chứ mình cũng không cần phải sắm sửa hay là mua những các nội thất nhiều ở đâu anh chị ha. Thì cũng đã có đủ cơ bản cho mình sinh hoạt rồi. Kế tiếp thì sẽ là cái phòng cuối cùng. Phòng này cái view cũng rất là xinh nè. Có nhà vệ sinh nằm ở phía trong. Phòng rộng, màn cửa đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Và tiến ra đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được mọi vật cảnh xung quanh. Nhà cửa thì ở rất là đông. Ở đây thì bên đơn vị Hương vẫn làm thêm cho mình một cái dàn tiểu cảnh ở đây, trông rất là xinh. Ở đây thì quý anh chị mình có thể dòm ra, trước mặt mình thì cũng chưa có nhà nên đâm ra rất là thoáng nữa. Còn dãy bên đối diện, dãy bên mình nè, là nhà ở rất là đông, rất là vui luôn. Giờ thì quý anh chị mình di chuyển cùng Hương Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới, Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin ngôi nhà. Và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay sơ mỗi nhà cho quý chị tham khảo rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại, nhà mình với một cái mức giá chỉ có là 2.6 thôi, đã hoàn công đầy đủ hết cho quý anh chị, với một cái diện tích ngang 5m, dày vào thì tới tổng là 18.6. Trong mình công năng là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và một không gian thờ. Có sân trước, sân sau, rộng rãi thoáng mát. Hướng nhà của mình là hướng Tây, được tọa lạc là trên trục đường 835, đối diện khu dân cư Phát Hải, gần ngay chỗ ngã tư Phước Lý và quốc lộ 1A. Từ đây mình ra đó thì tầm khoảng là 2 phút thôi anh chị ha. Quá tuyệt vời trong một ngôi nhà giá rẻ cho quý anh chị mình về mua ở và sinh sống. Sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị. Cần thêm thông tin hay là thắc mắc hay là có muốn đi xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hương Ú với số điện thoại bên góc phải màn hình nhé. Và giờ thì em xin được phép kết thúc video tại đây. Cũng chúc quý anh chị mình mà tìm được căn nhà ưng ý, nhớ like và chia sẻ kênh cho Hương Ú nhé.